Hello các bạn, lại là mình đây. Hôm nay chúng ta sẽ chơi game tên là chém hoa quả nha. Không phải là chém hoa quả 2 đâu, đây là chém hoa quả khác cơ. Yeah, con chim này nó không cùi đâu nha. Chọn. Bỏ đi. Không đủ sung luôn. Okay. Trời ơi, bỏ đi rừng. Ôi sao thật rừng không kiếm luôn nè.
về đích rồi nè. Ba sao nữa. Để mình sẽ chọn ghế. Ghế. Chọn con này. Là màu tím. Không, cái tay cầm của nó màu tím cơ. Màu tím mình không bảo là cái sắc của nó. Mình đang hát xì nha. Ui, kinh thế. Không bật ra là cũng đỡ. Ui, sao giờ là khắc phục vàng à? Oh no. Oh no. Oh no 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 no. Oh no. Oh no. Trời ơi, hư luôn cả con dao. Đủ ba sao rồi á, kinh thế nhỉ.
Ok, và video của mình đến đây là dài quá rồi. Bye bye các bạn nha. Đừng quên đăng ký, subscribe, xem hết quảng cáo của mình.